Kính chào quý anh chị đã quay trở lại với Top Ca, địa chỉ 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và hôm nay ngày mùng 5 tháng 8, em xin lên sóng báo giá trực tiếp tất cả các sản phẩm mà bên em đang bày bán. Mời quý anh chị đi vào tham quan cửa hàng em. Chiếc đầu tiên em muốn giới thiệu với quý anh chị là chiếc Hyundai i10 sedan 1.2 AT số tự động biển thành phố. Xe lăn bánh hơn chuẩn chỉ hơn 1 vạn. Đến tư nhân, chiếc xe này bên em đang chào bán là 399 triệu đồng. Đã có một chiếc Hyundai i10 sedan. Và sang đây bên cạnh nó là một chiếc Mazda CX-5 2.5 sản xuất 2018, đăng ký 2019. Xe lăn bánh hơn 1 vạn km. Biển thành phố, và chiếc này bên em đang chào bán là 870 triệu. Và bên trong này là tiếp theo là một chiếc Mazda CX-5 2.0 sản xuất 2019, đăng ký 2020, thế hệ 6.5. Chiếc xe này bên em đang chào bán là 845 triệu. Xe mới lăn bánh được có 9.000 km thôi. Xe cực mới. Và bên cạnh nó là một chiếc Mercedes-Benz C200 Exclusive sản xuất 2018, model 2019. Xe lăn bánh được 9.000 km. Biển thành phố. Và chiếc xe này bên em đang chào bán là loanh quanh là hơn 1 tỷ rưỡi một chút. Bên cạnh đó là một chiếc GLC 250 sản xuất 2018, model 2019, biển Hà Nội. Chiếc xe lăn bánh hơn 2 vạn km. Và chiếc xe này bên em đang chào bán là hơn 1 tỷ 7 một xíu thôi. Biển Hà Nội. Và đây là một chiếc Kia Morning số sàn sản xuất 2016, biển thành phố. Bên em đang chào bán trước đây là giá khoảng tầm hơn 200 triệu. Và bên cạnh nó là một chiếc Suzuki Swift bản đặc biệt sản xuất 2015, lăn bánh được 6 vạn km, biển gốc thành phố. Bên em đang chào bán chiếc này giá loanh quanh là 400 triệu. Đã có một chiếc Suzuki Swift bản đặc biệt. Bên cạnh nó là một chiếc Pro 5008 sản xuất 2019, biển thành phố. Hiện bên em đang chào bán chiếc này là hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ mốt một xíu. Chiếc xe này lăn bánh được hơn 2 vạn. Sẽ cực đẹp. Bên cạnh nó là một chiếc Hyundai Elantra 2.0 GLS sản xuất 2019, model 2020. Chiếc xe này lăn bánh được hơn 1 vạn, biển tỉnh. Bên em đang chào bán với giá loanh quanh là hơn 600 triệu. Và bên trong này là một chiếc Honda HR-V mới về sản xuất 2019, mới lăn bánh được có vài nghìn km. Bên em đang chào bán chiếc xe này là hơn 800 triệu. À, bên trong kia là đây là chiếc Ford Ranger Wildtrak 3.2 số tự động sản xuất năm 2017. Bên em đang chào bán là hơn 700 triệu một xíu. Xe lăn bánh hơn 4 vạn. Bên cạnh nó là một chiếc Ford Ranger Biturbo sản xuất 2018, biển tỉnh. Em đang chào bán là hơn 700 triệu. Và vừa báo giá tất cả các sản phẩm mà bên em hiện đang bày bán ở tại cửa hàng.
Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi, và quý anh chị thiện chí mua xe nào thì nhấc máy lên alo trực tiếp đến số hotline trên màn hình. Xin chào quý anh chị.